Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. XSR155-209 được Yamaha tiết lộ chuẩn bị ra mắt trong cái thời gian sắp tới. Yamaha XSR155-209 là mẫu xe con tay thể thao pha kèm cái sự cổ điển tựa tự như cái chiếc là Honda CB105R209. Theo tiết lộ trước khi ra mắt từ nhãn xuất khi trang bị cho mình cái động cơ là VVA 155cc của cái chiếc XSR155-209 sẽ có thể thừa hưởng từ người anh lớn là Yamaha M85-209 đi cùng nhiều chức năng hiện đại như là phục trước upside down, phanh ABS, màn hình LCD. Được biết cái mẫu xe này với cái khung sườn lấy ý tưởng từ là M85 rồi làm mới lại nó cùng với một cái động cơ cũng kế thừa trọn vẹn từ là M85. Cái sự cổ điển được thấy rõ với cái đèn pha tròn, ghế ngồi, chiếc yên liền trải dài mang lại cái sự hoài cổ. Được biết cái động học của XSR155-209 hiển thị cái dàn LCD với nhiều cái chức năng hiện đại. Đèn pha cũng được trang bị tăng cường bằng ánh sáng LED. Hệ thống cái giảm sóc trước upside down và sau là monoshock. Và cái phần mâm thì thiết kế cũng tương tự người đàn anh Yamaha E5V3. Phanh ABS 2 kênh giúp tăng cường cái sự an toàn. Cái sự hoa mỹ cũng được trao chuốt với cái đĩa phanh hình gợn sóng heo dầu tựa như cái mẫu heo của chiếc Yamaha L6. Mặc dù XSR155-209 đang ở giai đoạn cuối cùng của dự án, nhưng thời gian ra mắt và thông số kỹ thuật động cơ vẫn chưa được tiết lộ, và chúng ta có thể kỳ vọng chiếc xe sẽ có mặt vào cuối năm nay tại cái triển lãm Moto Expo 2019 với mức giá bán đầy hấp dẫn. Cảm ơn các bạn theo dõi đến đây, và tiếp nhớ like, share, subscribe.